Thưa quý vị, Bộ Y tế đã có văn bản hỏa tốc số 7717 gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trong cả nước về việc thực hiện nghiêm công tác tiêm chủng. Văn bản do Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên ký ban hành cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, các tỉnh, thành phố đã tích cực, chủ động đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tuy nhiên, gần đây, Bộ Y tế nhận được thông tin phản ánh một số cơ sở tiêm chủng có tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em dưới 18 tuổi và kết hợp hai loại vaccine không theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Điều này có thể ảnh hưởng đến tính thống nhất trong việc chỉ đạo, điều hành và thực hiện chiến lược tiêm chủng của Việt Nam. Để thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nội dung cụ thể sau. Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng tổ chức tiêm chủng cho tất cả các trường hợp từ 18 tuổi trở lên theo quy định tại Nghị quyết số 21 ngày 26 tháng 2 năm 2021 của Chính phủ về việc mua và sử dụng vaccine ngừa COVID-19, quyết định số 3355 ngày 8 tháng 7 năm 2021 của Bộ Y tế về việc ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 năm 2021-2022, không tiêm cho lứa tuổi ngoài hướng dẫn của Bộ Y tế. Trong trường hợp có điều chỉnh về lứa tuổi tiêm vaccine phòng COVID-19, Bộ Y tế sẽ có hướng dẫn sau. Tạm dừng hoặc đình chỉ các hoạt động tiêm chủng vaccine COVID-19 nếu vi phạm các quy định chuyên môn. Đồng thời, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo hướng dẫn cơ sở tiêm chủng trên địa bàn sử dụng kết hợp hai liều vaccine ngừa COVID-19 theo đúng hướng dẫn tại công văn số 6030 ngày 27 tháng 7 năm 2021 và công văn số 7548 ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Bộ Y tế về tiêm hai liều vaccine ngừa COVID-19. Các địa phương cũng cần đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng, thực hiện kiểm tra các cơ sở tiêm chủng, điểm tiêm chủng trên địa bàn để kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định. Tạm dừng hoặc đình chỉ các hoạt động tiêm chủng nếu vi phạm các quy định chuyên môn, xảy ra sai sót và xử lý theo quy định. Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện.